MasterChef là một chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng toàn cầu với 26 phiên bản quốc tế, được phát sóng trên 250 quốc gia và vùng lãnh thổ, được đề cử 30 giải Emmy và có hơn 100 đầu bếp được vinh danh Top Chef trên toàn thế giới. Đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam, đấu trường ẩm thực rực lửa, nơi những đầu bếp chuyên nghiệp dám chấp nhận thử thách, kiên trì theo đuổi mục tiêu với ý tưởng sáng tạo trên con đường chinh phục ẩm thực cao cấp. Khát vọng lớn nhất của tôi là chứng minh cho thế giới thấy món Việt là tuyệt vời nhất. Tôi đến đây để tìm ra chiến lược gia với khát khao trở thành đầu bếp đặc biệt. Với tôi, mỗi món ăn là một tác phẩm nghệ thuật. Tôi mong chờ những kiệt tác với hương vị tuyệt hảo và tôn vinh giá trị độc đáo của ẩm thực Việt Nam. Ai sẽ là quán quân của đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam 2023? Ai là đầu bếp tài năng ghi dấu ẩm thực Việt trên bàn tiệc thế giới? Đấu trường rực lửa bắt đầu ngay bây giờ. Jacob Creek, thương hiệu rượu vàng bán chạy số 1 tại Úc. Vang thượng hạng xứng đáng sẽ chia. Trở lại với đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam 2023, đấu trường rực lửa dành cho các đầu bếp chuyên nghiệp. Và đứng bên cạnh tôi là hai vị giám khảo quyền lực của chương trình, giám khảo Lục Nguyễn. Và giám khảo Alan Nguyễn. Theo Luke, mấy bạn quá an toàn. I want to see more creativity and daring. Be daring. Be different. Dám làm. I'm looking for more confidence. I'm looking for a top chef. More fire. More thirst to win. Anh Luke cũng là một người tôi rất là thần tượng. Cái cách truyền đạt của anh bằng tiếng Anh nó rất là hay. Tôi mong muốn xây dựng một cái hình ảnh mang lại cảm hứng cho nhiều đầu bếp, đặc biệt đó là nữ. Bạn sẽ nhìn thấy một cái màu sắc mới của cái nghề bếp, chứ không phải chỉ là cái việc lẩn quẩn ở trong bếp. Đó là cái năng lượng của anh Luke muốn chia sẻ với các chef. Và bây giờ anh Alan, không được lặp đi lặp lại nhưng cái twist mà các bạn đã làm và tôi khắt khe hơn, càng vô sâu các bạn phải coi chiến lược. Đúng là một đấu trường lực lửa. Đây là căn bếp của phụ nữ chúng tôi. Và chúng tôi, những chef nữ ngày hôm nay đến đây, chúng tôi làm được tốt hơn những gì các bạn thấy. Các bạn nghe rõ chưa? Rõ. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Quyết tâm. Quyết tâm. Chủ đề của chúng ta sẽ là gì? Xin mời giám khảo Peter Cường Franklin, đầu bếp người Mỹ gốc Việt, chủ nhà hàng An An Sài Gòn, nhà hàng tại Việt Nam đầu tiên được trao một sao của Michelin Guide, là tổ chức xếp hạng ẩm thực danh giá nhất thế giới. Top Chef Võ Thành Vương, quán quân đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam 2019, hiện là bếp trưởng điều hành tại nhà hàng của cô Sài Gòn. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Và ngày hôm nay giám khảo sẽ mang đến bí mật gì? Gì ta? Ôi, ban giám khảo đang làm điều gì đây? Và không biết là cái thử thách tiếp theo của mình là gì. Lúc đó thực sự là tâm không đoán ra được. Xin mời Chef Peter Cường. Hôm nay tôi có một món đặc biệt nhé.
Có khói. Ai biết món này là món gì không? Không biết. Các sếp có đoán được không? Chưa nghĩ ra. Không ai đoán được. Thơm quá. Đây là món phở, nhưng mà món phở mới. Món phở. Mình làm molecular phở. Người ẩm thực Phương Tử Thiển cũng có tiếp xúc ra rồi và cũng đã từng làm rồi, nhưng mà cái quan trọng là cái ý tưởng của ảnh quá tuyệt vời. Quá đẹp luôn. Ở trên này mình có thịt bò wagyu, mình có bánh phở nhưng mình làm cho nó tròn. Và cái nước dùng của phở mình làm molecular, giữ cái nước ở trong một cái sphere. Sau đó mình ăn cái đó là explosion ở trong cái miệng của mình. Tôi cảm thấy rất là ngưỡng mộ anh Peter Cường. Làm sao mà anh có thể làm viên phở nằm gọn trong một cái muỗng mà nó đủ tất cả những cái như là nước phở, bánh phở cộng với các cái rau mùi. Đây là cái phở tôi nghĩ là hôm nay tôi ăn tôi sẽ nhớ đời. Now chef, this is a good example of being creative but being daring. Quá kỳ công và quá tuyệt vời. Cảm ơn Chef Peter Cường đã mang một cái món ăn rất là tuyệt vời. Và tiếp theo là chúng ta sẽ chờ đón bí mật của Chef Thành Vương mang đến là gì? Xin mời. Wow. Phở đâu? Biển cả. Mình đang ở biển. Đây là món phở tôm hùm. Nhưng mà Vương lấy một cái triết lý của người xưa, thường có cái câu nói là ăn bánh uống trà, tôm hùm ví như là bánh, phở ví như nước trà. Wow, tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thôi, chưa nếm mà mình chỉ cần nhìn thôi. Không ai nghĩ rằng là bên trong cái miếng bánh đó là nó có cả cái dung dịch phở được bơm vào bên trong. Đó là cái bất ngờ, là một cái đẳng cấp thật sự, đúng là top chef. Hai vị giám khảo khách mời của chúng ta mang những món ăn thật sự đôi khi có tiền cũng không ăn được. Mình đã ăn bánh rồi phải không? Bây giờ ăn bánh, giờ bắt đầu mình uống trà. Và cái hương vị mình chắc chắn là trong đấy Chef Vương đã cho cái vị hương vị chanh, hương vị tôm rất là rõ ràng, vị rất quen thuộc, rất đậm đà, rất ngon. Mình đã uống hết rất là nhanh. Chef Vương, this pho is like a pho for a king and queen. It's so decadent, it's royalty. Thì hôm nay em làm cái món phở này, mình sẽ đưa ra một cái hai tết của người Việt Nam. Nó phải mix bát với nhau lại, ăn phở như thế nào mà ăn phở hiện đại. Ở bên trong thì Vương có sử dụng là tôm tích. Làm sao để cho cái dai cũng giả bằng tay. Món nào của Việt Nam làm anh nhớ và lưu luyến? Món ăn Việt Nam mà lúc nhớ nhất là phở. Chúng ta giống nhau rồi. Lúc nhỏ đó, lúc 5 tuổi, bố mẹ dạy lúc nấu phở mười mấy tiếng luôn. Rất là mệt. Lúc đó anh có quạo mẹ không? Có. Mình đâu dám nói đâu. Sáng sớm ra cái tiệm của bố mẹ, the first thing when we opened the restaurant door was what? The aroma. Okay, the smell of making mùi vị của phở brings back those memories, kỷ niệm đáng giá. So, bringing phở to the world. We're looking for cảm xúc. Cái câu chuyện. Okay, so remember that for today. Cảm ơn anh Lúc rất nhiều vì tâm huyết, công sức mang phở Việt Nam ra tầm thế giới. Và có một điều mà Hen cảm thấy rất là tự hào, đó là vào ngày 12 tháng 12 được chọn là ngày của phở Việt Nam. Và bây giờ giám khảo Lúc, đề bài là gì nhỉ? Nấu món phở cao cấp. Wow. Let's go ha. Fine dining. Khi đến với Top Chef mùa này thì em cũng đã dự kiến là đề bài năm nay cũng sẽ có phở. Em cũng đã lên rất là nhiều idea để mà có thể phá cách cái món phở này để mang nó, nâng tầm nó hơn ở một đẳng cấp fine dining. Nhưng mà có một cái đặc biệt nữa. Thông thường chúng ta ăn phở phải dùng đũa đúng không ạ? Nhưng mà kỳ này các chef nấu một món theo linh hồn phở, nhưng mà ăn sẽ không dùng đũa. Không dùng đũa, em rất bất ngờ với đề bài ngày hôm nay. Cái twist của chương trình hôm nay thì cũng thấy khá là thú vị. Nếu mà không có đũa, sao mình ăn đồ ăn Việt Nam được? Nhà hàng của tôi á, có người Việt Nam và người nước ngoài á. Mình cho cái đũa bằng gỗ thôi, không cho cái nĩa, không cho gì hết. Người ta phải ăn bằng đũa thôi. Thật sự cái này ở Việt Nam là đúng. Nhưng đối với Alan suy nghĩ là chúng ta đem món phở nâng lên sang trọng ra bàn tiệc thế giới, thì Alan có một cái suy nghĩ như vậy. 8 tỷ người trên thế giới, 2 tỷ người biết dùng đũa, còn 6 tỷ người kia mà biết muốn ăn cái món phở không có đũa thì như thế nào? Yes, exactly, đúng không? Wow.
Theo em thì không có cần phải ăn đũa cũng ăn được phở. Và chứng minh từ nãy giờ em ăn phở của Vương với của anh đâu có đũa đâu. Wow. So Peter, what happens when a customer from Australia or America comes to your restaurant and they cannot use chopsticks? What do they use? You say you have to use chopsticks? Or what's the... I believe that the eating experience is very important for Vietnamese food. We need to use a chopstick because you connect the hand with the food better than the fork and knife. We have many sensations, but the hand, when we touch, let's say a gỏi cuốn, a cháo giò, we know the texture right away. So generally, I try to encourage most customers to use it. 99% will try, even though they never used chopstick before. Wow. But okay. If they cannot eat, let's say they sit there an hour and cannot pick up any food, we will bring a fork and knife for them. Bây giờ là chúng ta có đũa hay không có đũa, quý vị khán giả thì như thế nào? Jacob Crick, hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam. Okay, I think today with Peter Cường's dish, không có đũa, phải không? Mình xài tay. Chứ Vương cũng vậy, không xài đũa. So hôm nay, no chopsticks. Agree? Yeah. Và bây giờ đề bài của chúng ta là nấu một món phở cao cấp và với yêu cầu là không dùng đũa. Hèn đã thấy được cái sự hoang mang ở các chef ở đây. Nhưng mà yên tâm, chúng ta sẽ có hai vị mentor dành cho tất cả các chef. Đó chính là giám khảo Peter Cường và giám khảo Thành Vương. Và màu đó sẽ là đội của mentor Thành Vương, màu đen sẽ là của mentor Peter Cường. Và xin mời Chef Anh Thư. Màu đỏ. Số 6. Màu đỏ số 3. Màu đỏ số 7 à. Team đối thủ của tôi rất là mạnh tại vì hầu như các thí sinh đều giỏi về đầu việc. Còn team của tôi thì đang yếu thế hơn là phần đông về kỹ thuật của anh em là đều là hậu. Xin mời hai mentor sẽ về vị trí đội của mình. Em Peter Cường là một chef đi trước làm món phở của dòng fine dining rất là tốt. Em thấy rất là thích. Em nghĩ là mình có thể kết hợp tốt được với chef Peter Cường dùng ẩm thực Việt Nam của mình để nâng tầm nó lên thành một dòng phở fine dining. Mình có theo dõi mùa 2 và mình ấn tượng với chef Vương từ tính cách của ảnh, cách làm việc rất nghiêm túc, tất cả các ý tưởng, kỹ năng. Thì lúc nãy khi mà nếm cái phở của ảnh xong thì wow, mình ngưỡng mộ đúng người. Chúng ta đã có đội, chúng ta đã có đề bài. Vậy thì nguyên liệu bí mật sẽ là gì? Đây là gia vị nấu phở truyền thống mà bao đời ông cha ta đã nấu. Thì các bạn sẽ dùng cái nguyên liệu này để các bạn nêm vị của nước mắm và vị phở mà các bạn nấu ngày hôm nay. Các bạn rõ chưa? Rõ. Và thời gian của thử thách lần này sẽ là 120 phút. Wow. Và đây cũng chính là thử thách loại trừ. Trời ơi, đã khó rồi mà giờ còn khó hơn nữa. Cơ hội phải ra về ngày hôm nay thì mình cũng chưa biết được. Cái đó còn tùy thuộc vào đồng đội của mình, tùy thuộc vào ban giám khảo nên là mình không thể đoán trước được điều gì. Thời gian của các bạn bắt đầu. Chí, hợp tí. Tất cả người luôn. Mọi người ơi. Qua đây. Tập hợp. Phở nhá, có thể làm jelly. Cái là số 1 thay đổi cho nó nhá. Ok. Làm kem hoặc
Penna cotta cũng được, cho nó thay đổi như vậy cũng được. Ok. Em nấu phở gì? Dạ em nấu phở bào ngư vi cá. Phở bào ngư vi cá. Khói. Em phải cho anh hai cái technique vừa rồi anh đang làm. Yes chef, yes chef. Phục vụ để cho khách hàng trải nghiệm. Em làm cho sốt cho nó đậm đà hơn, làm cũng giống spaghetti cũng được nha. Đừng làm nhiều nước nha. Như vậy cho nó đậm đà hơn nha. Phở phải nóng nhá. Nếu mà phở lạnh không bao giờ nghe mùi phở. 120 phút, 70 phút, đến phút 80. Bb. Ok rồi. Ok, let's go, let's go, let's go. Ok, let's go. Ok. Nhanh 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 nhanh. Yes chef, yes chef. 2 3 go. Let's go. Nó cháy cháy một chút cũng là tốt nhé. Dạ dạ. Cái mùi của nó nhé. Em nấu cái phở tôm hùm với lại cái bầu quay du, nhưng mà cái bánh phở là em sẽ nhồi tất cả các nhân em xào cùng với lại cái nấm mô reo. Nếu mà em xé thịt vậy em thả trực tiếp trong cái đây cho nó cỡ một phút để cho nó ôm lại dễ lột rõ hơn. Em hiểu rồi. Con dùng rẻ ngò này để tạo nên cái mùi thơm. À đúng rồi, đúng rồi. Ít nước là tốt hơn á. Dạ. Làm cho nó nhanh hơn và đậm đà hơn. Dạ dạ. Lát con sẽ dùng cái rau củ. Rồi. Tạo nên một cái lớp cấp 3. À rồi. Dùng cái bánh phở lại bên trong. Đúng rồi, em lấy cái bánh phở, em làm cho nó pasta luôn cũng được. Em làm mà cũng cho nó đậm đà. Nấu bằng sốt xài, ok. Cũng được, cũng được. Nấu cũng được, cũng được. Cũng được. Thank you. Vy ơi, tới đâu rồi? Đây em, bây giờ em thả đồ vô nước dùng đi. Sau đó mình làm đồ ăn kèm. Tập trung nồi phở đất trước đi. Em sẽ cuộn lại với cái bánh phở. Bánh phở cuộn với tự nhiên. Dạ đúng rồi. Nhớ cho sốt mỡ vào bên phở nha. Về cái mùi sốt mỡ. Đội mình cố gắng là 100 phút đầu tiên là xong nhá. 20 phút còn lại để trình bày. Cái này nướng nó cháy cái vỏ ngoài, nó tạo cái mùi thơm hơn là dùng cái lò nướng kia. À, gà lớn lên Vy rồi. Dạ. Gà lớn lên. Thứ nhất là cách mình tiếp cận ban giám khảo, cách ăn mới. Có hai cách ăn. Một cách là bánh phở mình tự làm với lại nước củ dền gói với lại bào ngư vi cá. Một loại là mình sẽ sử dụng nước ăn với lại lương cuộn xông khói. Cái quan trọng trong phở vẫn là nước phở. Dạ. Chị hỏi là làm sao cho nó thành thịt giòn? Wow. Thank you. Đối với mình thì gia vị nước mắm rất là đậm đà, và khi mà mình nêm món ăn của mình đó, nó có một cái vị đó rất là thơm và nó đặc trưng. Chủ đề nước mắm phải có hương nước mắm. Quan điểm của tôi về ẩm thực theo hướng truyền thống và tôi muốn nâng tầm nó lên, đó là sự tự tôn dân tộc, đó là bản sắc văn hóa. Cái này là con gà hồ thì mình phải phun lửa qua để cho cái gà nó săn lại. Gà này là con gà Đông Hồ ở ngoài Bắc Ninh, trong những bức tranh Đông Hồ của Việt Nam mình á. Em muốn làm đồ bình thường nhưng không tầm thường. Sao em cần nhiều nước như vậy? Dạ tại xương nhiều chứ không phải nhiều nước. Hả? À. Xương em bỏ nhiều lắm để cho nó ngọt, cho nó nhanh lên. À. Điểm mạnh của tôi là tôi từng đi rất nhiều nơi từ Việt Nam sang tới châu Âu. Tôi từng có kinh nghiệm làm việc ở Đan Mạch và ở Đức. Tôi cộng tác cùng những đầu bếp chuyên nghiệp Michelin Star. Ẩm thực Việt Nam đã ảnh hưởng tôi từ nhỏ. Và tôi đi từ Nam ra Bắc để khám phá những nguyên liệu vùng miền và những gia vị đặc biệt của Việt Nam. Ba từ để mô tả phong cách làm bếp của tôi là ngầu, ngon
và lạ. Hôm nay tôi đến đây với hai món phở, một khô và một nước. Phở khô sang với jelly phở ăn lạnh và một món phở nước ăn nóng. Nướng cho kỹ. Cho em làm cái động tác này, cái này nó hơi khó. Lửa nó rất là nguy hiểm cho nên là em cần phải tập trung. Với lại cái độ chín của sò điệp nó cần phải đạt được chuẩn thì nó ăn mới không bị khô à. Mình đang lấy tủy xương bò. Cái tủy xương này nó sẽ tạo cho cái món này có cái vị ngậy béo và đặc trưng của con bò. Từ bên ngoài nhìn vào ấy, mình sẽ không hình dung đây là món gì, rất đặc biệt. Và kể cả cái cách ăn cũng như là cái hương vị bên trong của nó ấy. Và đặc biệt món này nó sẽ có rất nhiều tầng hương vị, rất nhiều tinh tích ở trong này. Bây giờ tôi chờ đợi và chờ đợi. Thì khi mà biết là chị Yến là đối thủ ấy, à, chị Yến có thể nấu ra một món mà rất là đậm đà hương vị, cũng như là hương vị phở nó áp đảo ấy. À, mình nghĩ là mình sẽ không có cơ hội để chiến thắng chị Yến. Em sử dụng cái phần tenderloin Wagyu A5. Nó có nhiều vân mỡ. Cái phần vân mỡ này là đẹp nhất. Lúc nữa em cho cái nước phở em chỉ chen vào thôi. Ăn tái hoàn toàn luôn. Thì nó sẽ cảm nhận được nhiều vị ngọt nhất ở trong thịt. Tôi nấu là phở tôm hùm với lại sò điệp Nhật. Nguyên liệu thì cơ bản, nhưng mà đột phá đây tôi sẽ kết hợp những nguyên liệu mà hải sản cao cấp để đưa vô fine dining. Quan trọng đó là cái cách để phục vụ. Cái món này nó sẽ rất là khác. Anh đang ướp tôm hùm với nước mắm Chinsu. Mắm Chinh Thu là cái vị của nước mắm này rất là ngon. Anh ướp cho nó thấm cái gia vị trước khi anh nướng. Tôi tự tin với cái bài thi của tôi thôi. Anh Tâm là một người làm trong môi trường 5 sao và chắc chắn trong từng cái khâu ra đồ rất rất là giàu kinh nghiệm. Bây giờ có thể em lấy cái lẩu ra em làm có nếm bằng chán. Nấu cái đó riêng cũng được, tốt lắm. Cái này em lấy cái này vào anh. Dạ. Sau đó để cái thịt tươi vào thôi. Sau đó chạy cái bị nước á, vô thịt của em không tốt, làm như vậy tốt hơn, làm như vậy, cho tất cả vô. Dạ dạ, em cảm ơn. Hôm nay Tâm nấu phở bò Wagyu, ăn kèm với bánh phở mình tự chén. Mình rất là tự tin, mình không có cảm thấy hồi hộp đâu. Mình có một cái câu chuyện xin phép mình sẽ chia sẻ sau ha. Đối với Tâm thì khi mà thi đấu một mình hay là thi đấu đồng đội thì bất kỳ một vị trí nào chúng ta đều phải cố gắng hết sức mình. Đầu tiên đó là loại gạo. Mình sẽ sử dụng cái loại gạo ngon nhất, kết hợp làm sao cái tỷ lệ nước để pha ra một cái bánh nó có độ mềm, độ dai và mềm mại khi mà mình kết hợp với cái nước phở. Hành với một số thơm với lại cái nấm sò khỉ ở giữa. Xong rồi em mới đặt cái này lên. Rồi cái này lên xong. Rồi để coi trên này và chan cái nước. Có dầu dưới không? Dạ có. Có hả? Dạ. Sau đó em làm cho nó mỏng hơn. Em làm cái đó trước nhưng mà là dùng cái đó có thể không cần cái này. Gặp sếp Peter Cường thì Peter Cường có hướng dẫn mình đổ cái lớp bánh phở nó sẽ mỏng đi một chút. Mình cho lên trên cái mặt nhân á thì nó sẽ thấy được những thành phần chính ở trong cái nhân đó luôn. Cái nước phở thì sếp Peter Cường có hướng dẫn mình là hãy chặt đôi cái xương nó ra rồi hãy trụng. Để khi mà mình nấu á là những cái tủy, là những cái độ ngọt ở trong xương nó sẽ được ra nhanh hơn trong cái thời gian 120 phút. Như vậy thì món ăn nó sẽ thơm hơn, nó sẽ tốt hơn và nó sẽ chiết xuất được nhiều cái nước ngọt hơn từ xương. Nhớ quét dầu hoặc cái gì đó để cho cái tạo cái độ bóng á. Dầu nước mắm pha vào, thả một ít hạt nêm rồi cho nó dịu dịu cái không hột miếng chanh vào, hột vài lát chanh vào, cũng như là mắm me, mắm chanh gì đó. Sếp Vương có nội lực, sếp có tài năng để được lên cái vị trí quán quân đó không phải là một cái điều đơn giản. Thì còn mọi thứ, mọi cái hỗ trợ, nhắc nhở thì mình hoàn toàn hài lòng. Sếp Vương là lãnh đạo của team. Đứng chơi đi Vinh, làm đi em. Đi thi mà em. Từ món đầu tiên từ phân tử cho đến những cái tinh tích ở trong này. Những cái kỹ thuật này nó đã có trên thế giới gần 20 năm nay. Là đã ứng dụng nó rất nhiều nhưng mà theo quan điểm của tôi thì nó có mặt lợi và cũng có mặt hại. Ôi chết cha. Có sao không em? Dạ không rồi. Bị đứt tay rồi.
anh Dương là một chef mà em rất là hâm mộ, vì anh ấy rất là trẻ tuổi và tài năng, và cũng là một hình tượng mà em muốn hướng tới. Em nấu bằng xương gì? Dạ em nấu xương ống với lại cái bắp bò. Tại vì cái thời gian xương ống nó sẽ không ra đủ ngọt. Em có kết hợp thêm cái xá sùng. Ok. Tất cả đồ niêm được nhưng mà nước mắm là cuối cùng nha. Muốn cái bài thi của mình thật sự hoàn hảo mà đưa lên tới ban giám khảo thì chắc nhờ anh Vương rất nhiều. Chắc chắn phải nhờ mentor chỉnh lại, tại vì mình sẽ còn rất nhiều thiếu sót. Hy vọng là anh không có cảm thấy mình quá phiền. AVG Food and Beverage, Ogen, Bagu Úc thượng hạng. Chị bỏ cái đó lên trên đây. Dạ. Và cái gì ở trên có trên này không? Tỉ bò nguyên cục hay là tỉ bò như thế nào? Mít ngò gai và mò gai có xay không? Không xay, ngò gai xay nhuyễn, hành tím ngâm chua với một ít sốt tương đen và tương đỏ. Chỉ như xà lách tỉ bò đúng không? Dạ. Ok. Bản thân Tâm là một giảng viên chuyên nghiên cứu và giảng dạy món Việt truyền thống và các dòng bánh dân gian, thì khi mà vô cái vòng thi phở này thì mình đã rất là tự tin rồi. Công việc chính hiện tại của tôi là giảng dạy. Tôi mang đến những món ăn với phương châm làm cho món Việt tỏa sáng nhưng vẫn giữ được đậm vị Việt Nam nhất. Tôi có một may mắn, đó là hai vợ chồng cùng làm một nghề. Tôi thường hỏi anh ấy về các ý tưởng và anh ấy cũng hỗ trợ tôi rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày. Dạ, khoảng tầm 40 phút nữa thôi. Tôm hùm con xào với lại cái lá ngò gai luôn. Xong rồi con sóc với lại chút nước mắm. Xong rồi con đổ cái gelatin vô cho nó đông lại. Tôi đang kiểm soát thời gian rất là tốt. Gì cũng có thể xảy ra, đối thủ của tôi cũng rất là mạnh. Tôi tự tin rằng mình 100% sẽ chiến thắng ngày hôm nay. Thái Minh hiện là một đối thủ rất là mạnh. Bạn lựa được cái nguồn nguyên liệu là loại gà rất đặc biệt ở cái vùng của bạn rất là tốt. Các bạn có 30 phút nữa, 30 phút. Thế tôi cảm nhận được cái hạt nêm rất là tự nhiên, ngọt, thanh. Cách công nghệ làm hạt đó là hạt nêm rất là tốt, cho nên tôi sử dụng trong món ăn của mình. Hạt nêm của Xuân Su họ lấy từ nấm mà tạo, cho nên là nó sẽ có cái độ ngọt tự nhiên. Thật ra tàu nước dùng của mình đã có cái độ ngọt vừa đủ rồi, nhưng mà mình muốn cho nó thêm một chút xíu đậm đà nữa, ăn theo khẩu vị người Việt. Hôm nay món phở của em đặc biệt là vì em nấu nước phở bằng nước consomme, lấy đồ ngọt thịt từ bò và lại hải sản. Consomme hả? Dạ. Okay. Cái này có thể em cho nó lên một chút nữa cũng được. Dạ. Cái này chưa được. 40-45 phút là tốt nhất nhé. Anh Peter Cường là một chef đi trước, là món phở của dòng fine dining rất là tốt. Em thấy rất là thích. Em nghĩ là mình có thể kết hợp tốt được với chef Peter Cường. Món phở hôm nay của mình thứ nhất là về nước dùng. Nước dùng hầm từ xương gà và một con cua tuyết đến từ Hàn Quốc. Ngoài ra thì phở trộn của Thư được làm từ sốt trái xoài. Cảm thấy các chef làm rất là sáng tạo, có nhiều món là lần đầu tiên Hèn được thấy. Và Hèn tin chắc rằng các chef sẽ làm thử thách này rất tốt. Sẽ khó cho giám khảo đây. Giám khảo ơi, cố lên. Chúng ta chỉ còn hơn 25 phút nữa thôi. Trong này có gì sếp? Dạ, chúng em sử dụng thịt bò xay với lại trứng gà và tỉ bò, xương bò và xương lươn nãy em phi lên ra.
em muốn giữ lại một chút hương vị từ thịt bò thôi. Xương bò thì em chọn cái phần xương ống tủy mà đã được cắt ra rồi để cho nó nhanh ngọt. Vì anh thấy là nấu phở là nướng hay là rang gia vị mà em lại nấu trong dầu. Khi nào ban giám khảo chấm thì em sẽ bật mí cái điều đó cho ban giám khảo. Chiến lược. Oil is another way to get flavor. Right. Oil is flavor. Cơ duyên nào mà nói là về nấu ăn đây? Sau quá trình học ấy thì em muốn tìm kiếm một cái đam mê và em phát hiện ra là em rất thích toán mà trong nấu ăn này cũng có cả toán học trong đó. Trong này còn rất nhiều khoa học, rất nhiều thứ để sắp xếp tổ chức đó là toán học. Sếp hồi xưa thi toán hay gì đúng không? Em có thi Olympia. Em cũng được rất nhiều học bổng về toán các kiểu. Cái tương ớt bắt em làm thành một cái gel. Cái gel này là nó có nhiều loại rau thơm và tiêu phú quốc. Khi mà em nấu món phở tất cả đều phải tự nhiên nên là em sử dụng cái nấm này, nó rất là giàu dinh dưỡng. Các chef ơi, chúng ta chỉ còn hơn 10 phút nữa thôi. Thơm quá. Thơm quá, chef ơi. Thơm cực kỳ. Cái tình huống nó bất cẩn thì tôi đã làm đổ những cái phần để mà hoàn thiện cuối cùng cho cái món phở. Đó là cũng gần hết giờ rồi nhưng mà tôi cũng đã cố gắng làm hết tất cả mọi thứ để tốt hơn. Mười, chín, tám, bảy, sáu, năm, bốn, ba, hai, một, Wow, good job. Chắc Cup Creek, thương hiệu rượu vàng bán chạy số 1 tại Úc. Vang thượng hạng xứng đáng sẽ chia. Món này em lấy cái nước vịt nấu với một ít rong biển, cái bánh phở và em nhồi cái nhân thịt bò vào. Em lấy cái tủy bò, em xay với một ít gia vị, rồi em bơm vô trong cái viên bò đó, tạo cái cảm giác surprise. Em có mang một cái bình, dưới cái bình đó là em có xương, có quế, có hồi, có thảo quả và có rau thơm. Cái này là thông thường mình dùng làm Italian cafe đúng không? Dạ, 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 đúng rồi. Thật sự thì ý tưởng không tệ tí nào. Với cái đề thi ngày hôm nay em cũng nấu phở, nhưng mà nó sẽ một cái câu chuyện hoàn toàn khác. Bình thường tôi sẽ bỏ vô luộc chín sau đó cắt, còn em sẽ làm khác đi, em nướng. Và khi mà bỏ trong cái thố này, em sử dụng tất cả các loại gia vị hớp của nó để cho nó tạo một cái mùi hương. Okay, I was worried that there was no phở element. Yeah, cuối cùng mới là phở. Chef Chup and Chef Tam are the strongest people in this competition that I see. I expect your level to be really, really high. Thịt bò đó là bò gì vậy? Dạ là bò Wagyu ạ. Kề rất là mềm, tan trong miệng. Sắc bỏng hơn là đẹp hơn. Dạ. Right? In a fine dining restaurant, I don't want the customers to take things out and put no. You have to think about the dish, the complete dish. The whole, all the little elements, we have to eat it all. Tôi làm phở nhiều lắm nhé. Nhà hàng của mình nên mình muốn làm cho nó cao cấp, có phở một miếng và có phở bình thường luôn á. Số 1 vị là gì em biết không? Nước dùng á của phở nóng, bát to như thế này, nước dùng dễ bị không nóng. So Chef Phương, this is your mentoring team. What are your thoughts on Chef Tam? Chúng chủ đề là phở. Em đã thấy một vị phở mang tính chất trải nghiệm anh có. Ăn cái gì trước, ăn cái gì sau, cuối cùng là vị phở. Điều mà còn nhất, phở phải nóng. Anh công nhận đồng ý.
Cheers. Cheers. Cheers sếp ơi. Và đạt được cái mục đích là nước phở phải nóng. I think whereas this should have been the hero, the main ingredient, the phở, nước lèo phở needs to bring this together. But I felt they were all very too far apart. Rời rạc quá. Right? Anh muốn nó hợp chung. Right? All the flavors need to come together. Người chiến thắng 3, 2, 2 1, đen. Cảm ơn chef. Em có làm món phở cuốn bò Wagyu kết hợp với bánh quẩy. Mình ăn kèm với tủy bò để cho nước dùng thấm vào bánh quẩy thì mình ăn mới tròn vị ạ. Và đặc biệt trong cái món phở ngày hôm nay, em cuốn phở bằng cái lá phở em tự tay tráng. Nhật Bản có sợi mì udon rất là nổi tiếng. Nước Ý xinh đẹp có sợi mì Ý rất là nổi tiếng. Tại sao món phở của Việt Nam mình nổi tiếng với cái tên phở nhưng mà cái sợi phở rất ít người được quan tâm? Một cái linh hồn trong cái món phở không thể thiếu đó chính là lá phở. Cái câu chuyện em đem đến cho cái món phở này là cái gì? Khi mà em còn nhỏ, mỗi lần mà em ốm thì mẹ hay mua phở cho em ăn. Nhưng mà em không hiểu tại sao là em mời mẹ ăn thì mẹ nói là mẹ không thích. Khi mà em làm mẹ rồi thì em mới hiểu là không phải là mẹ không thích mà là gia đình mình khó khăn thì mẹ nhường cho mình ăn. Cho nên là đến cái ngày mà em có thể tự tin em nấu được một cái tô phở ngon tròn vị thì cái người đầu tiên mẹ em nấu thì đó chính là ba mẹ em. What do you think of dish? Very good. Broth, very aromatic, great flavor. I like the idea, the combination of the way with the dipping, but she has done it something different, but also works. You have very crispy texture of the whey with the bone marrow inside. Maybe I would push the flavor of that just a touch more, I think. But it's a nice dish. Chef, always, every dish you do, so beautiful and so elegant and delicate. Hậu vị của em là rất là giỏi, rất là hay, rất là cao cấp. Your balance is always amazing. So I'm very impressed with all of your dishes so far. So I think it's very clear. Ở đây á, là em nấu phở tôm hùm đại diện cho biển cả, là quê hương của em, vùng đất Khánh Hòa, Nha Trang. Cái bánh phở ở đây á, thì đại diện cho mẹ em. Mẹ luôn có cái sự bao bọc những đứa con, bao bọc những thứ xung quanh gia đình. Em sau khi rót cái bánh phở, cái phở nước dùng phở em có cái dầu hơi the the cây cây, nó là cái gì? Cái dầu ở đây là em kết hợp giữa rau ôm và ngò gai, trần sơ qua nước sôi và em ngâm nước đá. Sau đó em vắt ráo nước và em cho vào dầu em xay để em tách được cái tinh dầu của trong hai loại rau thơm đó. Ravioli, I think maybe I would like to have more of the tom hùm inside, cái này ngon hơn. Nếu mà phở mà phục vụ cho fine dining đó, thì ở trong này tôi chưa thấy gì có gì là fine dining. Tôm hùm mà bạn cắt quá nhỏ, lấy ăn mình không cảm nhận được đó là tôm hùm. Cái cuốn gói hay là một cái gì cho nó phá cách hơn đó, thì tôi chưa thấy. Thứ hai nữa là cái nước nó hơi ngọt, nếu bạn cho vài giọt chanh nữa thì nó sẽ cân bằng hơn. You ready to judge? 1, 2, 3. Đó. Chúc mừng Tâm. Dạ, em cảm ơn ạ. Xin cảm ơn nhà tài trợ Chin Su đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Em ấp ủ một ngày mình được đưa món phở của mình lên trên bàn cho ban giám khảo và tất cả mọi người trên thế giới đều biết đến món này. Em dùng các loại rau thơm của Việt Nam để xay ra và lấy cái nước của nó tạo thành một cái lớp jelly để cuộn cái bánh phở của mình lại. Mình chỉ cần dùng dao mình cắt sẽ ăn giống kiểu steak. Sau đó mình thưởng thức chung với lại nước phở và sò điệp. Nó đã gói gọn tròn vị của một tô phở trong vòng một miếng. Trong đó thì nước phở này thì em dùng là hải sản. Em nấu consomme dùng với thịt bò và lòng trắng trứng. Em dùng thịt bò quá nhiều làm consomme phải không? Sau đó em làm sao? Em bỏ cái đó phải không? Phải không? Cái đó là thịt cao cấp mắc tiền nhưng mà em đỏ ngoài luôn. Oh, very disappointing. Tại sao bạn nghĩ bò Wagyu lại bỏ vào phở? Mục đích chính của em là em muốn dùng cái độ ngọt thịt nó và cái hương vị của cái mỡ của thịt bò Wagyu đặc trưng chỉ có bò Wagyu mới có thôi. Một trong những điều phí phạm nhất
Tại vì khi em bỏ qua vỏ mày xay chung á là phá vỡ hết một cái bầu qua gu rất đắt tiền. Người đầu bếp của chúng ta phải tôn trọng nguồn nguyên vật liệu. Em đã hiểu chưa? Xin mời chef. Ủa bộ chef. Thấy món kia đâu? Phần 3, 4 phần. Dạ, em 4 phần kia đâu? Em sẽ xe ra. Ủa sao vậy? Em sorry, tại vì trong lúc em thao tác những cái bánh mà phở ban đầu em làm nó bị vỡ ra. Cứ bạn, nó cũng không muốn thèm ăn nữa. Fine dining, nhà hàng cao cấp. Em thấy là món của em là cao cấp không? What do you think? No, opposite. Món của Vinh với món của em hai cái món là xa lắm. Em hơi hơi hậu đậu á. Trước là em chef cắt tay. Bây giờ là rớt cái mấy món của em. Em phải bình tĩnh chút xíu, calm, confident, collect. Em lên đi anh. Em lên đây. Cái này cái giống món fine dining không chef? À, anh để dĩa đẹp nè. Please, are you proud to say this is pho Việt Nam? I'm proud to say this is pho. Yes or no? This is not a top chef dish. Okay? Mà hôm nay em muốn gửi món này một cái ý tưởng mới của em mà chưa bao giờ làm cả. Thì em muốn kết hợp bánh phở cuốn cùng với nhum biển ăn kèm nước phở thì nước phở hải sản. Em cũng muốn giới thiệu đến chương trình một cái nước phở có thể nấu nhanh trong vòng 120 phút là nấu từ xương cá, vỏ nhum. Em sẽ sử dụng bình siphon để cho cái nước phở nó chạy lên đi kèm với những cái thảo mộc đó. Khi nó sau phong hoàn thành thì cái phần nước phở đó đó, cái level nó vừa nhẹ nhàng thôi, nó không quá nặng mùi, nó sẽ không át đi cái mùi vị hải sản trong cái phần phở này. Nhum Phú Quốc á, cái vị ngọt vô cùng ngọt, rất là ngon. Thì em kết hợp với lại Hokkaido scallop và Hokkaido sirchin ăn kèm với một chút xíu chanh caviar để nó kích lên cái vị giác, khiến cho mình không có cảm thấy ngán. Nhưng riêng có cái con nhum là cái vấn đề. Nếu như con nhum sống thì phải lấy từ trong cái tươi nhất và đặt lên, chứ không được để ở ngoài, nó bị oxid nhanh lắm, chỉ cần 10 phút thôi là nó bị rồi. Em có thể để thêm rau thơm ở trong đó cũng được, cho nó nhẹ nhẹ hơn. Rau thơm. Ăn 3-4 cuốn nhỏ nhỏ như vậy cũng là ăn một miếng thôi là đủ rồi á. Cái bánh rất ngon nha. Đợt bánh cũng ngon. Cái bánh ngon mà cái nước dùng cũng tốt, trình bày rất là đẹp. Hôm nay em sẽ làm món phở khô và phở nước. Đối với em, phở không phải là một món ăn mà là một cái văn hóa. Hôm nay em muốn kết hợp phở khô cuộn sò điệp Hokkaido với rau mùi và tôm karabi Tây Ban Nha và ăn kèm vào một lớp jelly phở ở trên. Phở nước thì em có kết hợp với mút tôm, sò điệp, kết hợp với bánh phở và caviar. Còn nước phở thì em nấu với xương bò, xá sùng và tỉ bò. Wow. Em nếm thử coi em có cảm giác gì. Nó hơi đậm. Nó mặn chứ nó đậm gì. Rất là mặn luôn. Sao vậy? Phở là phải thanh. Chef, this is top chef. So when you taste your dish and you think that it's too salty or too strong, you need to fix it or don't serve it to us. This is your only chance. You need to bring your A game. It's a close one. Let's go. 3, 2, 1. Đó. Đó. Ok, hai vót trắng rồi, đòi đỏ. Chúng tôi chọn đòi đỏ. Ây ây. Đến làng quán họ chọn tình nghe tiếng hát trao duyên, anh chưa đến dòng sông cầu ngàn đời vui sông nước lơ thơ.
Hôm nay em gửi đến ban giám khảo một món phở gọi là phở quân tử. Đặc biệt nó có con gà Hồ Bắc Ninh có xuất hiện trong tranh Đông Hồ nổi tiếng của Việt Nam mình. Từ ngàn xưa, con gà này đã được tiếng vua đứng đầu về trong cống phẩm về các loại gà. Em kết hợp với phở gan cháy của đắp cầu Bắc Ninh, em có sử dụng những cái kỹ thuật đương đại vào đây. Màu đẹp quá. Các bàn tiệc cao cấp trên thế giới, nhà hàng Fine Dining, khi đầu bếp mình có thêm món phở vào thực đơn thì thực khách rất thích thú. Em hôm nay thì muốn phá cách món phở. Một là phở gói, ban giám khảo sẽ sử dụng tay, trong đó có tôm hùm, bào ngư và vi cá, và cái sốt phở em làm cô đặt lại bên trong. Và súp thì em sử dụng lương, xương ống bò, tỉ bò và thịt bò. Phần lương thì em filler ra, cuộn với lại mút lương xông khói. Bên dưới thì em có sử dụng là nha đam và rong biển, cắt sợi và ngâm qua một ít giấm để tạo độ chua và giả sệt phở. Tôi thì tôi nghĩ là có mentor là khác hẳn. Và mentor đã đưa các bạn gần như hoàn hảo về vừa câu chuyện, vừa trình bày, vừa món ăn. Well, both dishes gave me a great experience. With your dish, Min, the theater of that was excellent. I enjoyed that very much. The experience of the bowl, of the leaf on here, your textures of both dishes and your eel, the texture was fantastic. Crispy, soft, silky, and very, very smooth. Great broth. What do you think, chef? It's a close battle, this one. Hai cái vị thì một cái là đưa lên với cái màu sắc, em thấy nó rất hài hòa. Màu đỏ, màu xanh, rồi có quế hồi của Việt Nam thì nó dâm món phở. Nhưng mà một cái phá cách nữa là cái nha đam để lên style bộ phở. Ok, một cái sáng tạo đó cực kỳ là hay. Nhưng mà mình làm món phở, nước dùng phở là đặc biệt nhất. Dạ. Như vậy mình phải giữ cho nó tốt nhất, nấu cho nó đúng đậm đà và phải chọn cái gì cho nó giữ cho nó nóng. Món đỏ tôi thấy chắc là hay, rất là đẹp. Nhưng mà hai phần đó chưa hợp với nhau. Riêng tôi thì tôi có cái vấn đề này, tôi so sánh hai bên. Về nước dùng, loại đỏ ngon hơn. Tại vì nó nóng hơn, nó đậm đà hơn. Và nước dùng của bên bạn, cái vỏ sò nó hơi lạnh. Cái thứ hai nữa là cái nhân. Cái nhân của bạn khá ngon, nhưng mà không đậm đà và béo ngậy như là cái nhân lương xông khói của bạn bên đỏ đỏ. Cái sáng tạo nữa là cái rong biển sắc ra làm cái cọng thay bánh phở. Cái nha đam thì tôi thấy bạn hoàn toàn thuyết phục tôi về cái món này. Và tôi thấy tại cái món phở của đội đỏ kỹ nhỉnh hơn. Cái món này á, em muốn ăn giống như là mình cầm cái vỏ sò mình húp. Cho nên em không muốn làm nước dùng nó nóng thì người ta sẽ bị bỏng mồm. Thì đối với một nhà fine dining thì mình phải nắm luôn các yếu tố về nhiệt độ. Giám khảo cũng biết khách nước ngoài thì người ta thứ nhất không ăn được cay, thứ hai người ta không ăn được nóng, người ta không giống người châu Á mình. Và khi cái này hoàn toàn khác. Mùa đông chúng tôi ăn rất là nóng. Và cái món mùa đông ở bên nước ngoài, tôi ở bên Pháp, là phải giữ nóng ít nhất phải 15 phút. Nếu bạn nói như vậy thì bạn cố tình bảo vệ cái sai của mình thì tôi xin phép ngắt, không nói nữa. Let's make it quick. Let's judge right now, decide who the winner. Okay, after three, yeah? One, two, three, who? Đó. Red. Red or black? You got black. You got black. Oh, red or black? Red. So three red, one black. The winner is Jiu Yang. Thank you, chef. Thank you, chef. Thank you. Thank you. Mình nghĩ là do hôm nay mình đi sát được chủ đề của ban giám khảo và cái món ăn của mình nó phù hợp với lại ba giám khảo chọn mình. Còn về món ăn giữa hai thí sinh thì mình sẽ không so sánh. Top Misa, nội thất ưu việt, cuộc sống tiện nghi. Món của em có tên gọi là phở đàn gia. Em thì sống không có gần cha mẹ từ năm em 5 tuổi. Thì em ý thức một điều rằng bản thân mình phải nỗ lực. Trong cái công thức của em hiện tại đang sử dụng á, thì em có dùng cu tuyết để lấy cái nước ngọt. Cái phần thứ hai của em là cái phần nước sốt. Bởi vì nước sốt gần như là cái thế mạnh của em trong vòng 7 năm em làm kinh doanh. Và nước sốt của em được chế biến từ quả xoài để em lấy cái độ chua. Và cái phần thứ ba trong cái phở trộn của em có dùng tới là yến xào Khánh Hòa. Ý nghĩa là em muốn tôn vinh cái món ăn, nâng tầm nó lên đẳng cấp là fine dining ạ. Em có biết tại sao anh uống hết
cái nước dùng không? Nãy giờ anh chưa bao giờ uống hết nước dùng. Em nghĩ là hợp khẩu vị với Chef Alan à. Cũng có một phần, nhưng mà em luộc nguyên cái con cua to đùng ở trong cái nồi, tội gì anh không uống. Con cua hầu như là hơn 1 ký mấy, mà em biết nó đắt tiền cỡ nào. Anh thì kỳ vọng rất là nhiều cua trong cái món phở của em ngày hôm nay. Cuối cùng anh ra được có miếng chút xíu như đây à. Không thể nào phí nhiên liệu như vậy được. Em phản biện chút xíu chỗ này là bởi vì con cua đó em không thể nào cắt cái chân cái mình ra để em luộc lấy nước dùng riêng được. Bởi vì bản chất con cua nó đang còn sống. Và em không thể hiện sự phí nguyên liệu. Bởi vì nếu em là chủ một nhà hàng fine dining thì con cua đó em sẽ serve cho rất nhiều khách hàng. Em không cho rằng mình phí, chỉ phí khi nào em bỏ thùng rác. Và hiện nay em vẫn bảo lưu được toàn bộ những cái gì em đang dùng. Em có lý do đó cho nên anh chỉ uống cái con cua thôi. Còn cái con cua đó em làm cái việc riêng thì anh cũng không biết. Dạ, ok ạ. Món phở của em hôm nay nó sẽ có 2 phần. Một phần là sẽ ăn lạnh và một phần là sẽ uống nóng. Đây là lá gì sếp? Cái lá ở ngoài đó là lá húng quế à. Sò điệp ở trong thì em có ướp sơ với nước mắm. Sau em xiên xong rồi em sẽ gói cái lá húng quế ở ngoài. Và cái sốt ăn kèm ở dưới đó là sốt mù tạt, chanh vàng với lại nước mắm với dầu liêu à. Một cái là nóng, một cái là lạnh để biểu hiện cho âm và dương. Hai cái nó sẽ hòa hợp với nhau. Em nghĩ ra cái idea này là dựa trên cái cách ăn phở của con gái em ở nhà. Cái cách của bạn ấy ăn là bạn ấy sẽ ăn hết cái bánh phở, ăn hết thịt trước. Và hành động cuối cùng của bạn ấy là bạn ấy sẽ bê cái bát lên, bạn hút hết nước. Em cũng muốn là mang đến cảm giác này cho cái khách hàng của em. Chef Alan, what do you think? Cái đặc biệt là cái dầu ô liu thì nó hơi mạnh một chút. Cái dressing á, tụi anh gọi là dầu giấm đi. Dầu giấm thì nó có dầu ô liu, rồi nó có chua, rồi nó có mù tạt. Thì tụi anh đánh lên là gọi là dầu giấm. Thì cái dầu giấm này đi với cái sò điệp ngoài thì ok, ngon vị. Nhưng mà khi mình ăn lại thì nó để lại một cái vị của dầu ô liu mạnh quá. Thế là uống cái vị phở vô, may là em bỏ hơi nhiều. Anh uống vô lần thứ nhất, lần thứ hai nó trôi đi cái vị dầu ô liu hơi gắt trong cổ. Thì như vậy thì anh thích hơn vẫn là cái trái banh tròn tròn sò điệp với lại cuốn ở ngoài lá quế và cái nước phở chế thẳng vô, thì anh nghĩ như vậy nó xuất sắc hơn. Tôi đồng ý với anh Alan. Sorry anh Peter nhé, em công ty vô rồi của em thì làm kỹ thuật hơn, nhiều giai đoạn hơn, nhiều công đoạn hơn. Của chị anh Thứ thì cái cuốn gói nó quá đơn giản, nó phải đi cái những cái loại gì đó trung tính thôi. Ăn bánh phở mà bỏ yến vô rồi bỏ cua vô thì nó mất đi giá trị của yến. Ok, you ready? Ready? Yes. 3, 2, 1. Đỏ. Yeah. Thank you. Xin giới thiệu với các chef đây một món có tên là phở và trứng. Em muốn tạo ra một sự khác biệt thì cái món này nó sẽ có 4 tầng. Thì cái tầng dưới cùng của nó là egg custard, dạng như pudding. Cái tầng tiếp theo của nó là bánh phở. Tiếp theo nữa là bò wagyu đã được xia sơ và sau đó được mix cùng với các gia vị đặc trưng của phở. Trên cùng của nó là cái lớp foam làm từ tủy xương bò, trứng và nước phở. Em mời các chef vừa dùng vừa thưởng thức bức tranh được vẽ tay kỳ công. Đó là cái bức tranh ngày mùa ở miền Bắc. Em sử dụng hoàn toàn bằng gốm sứ Bát Tràng để giữ nóng được tốt nhất, và em muốn đưa cái văn hóa sử dụng gốm sứ của Việt Nam giới thiệu đến bạn bè thế giới. Về phần nước phở, em sử dụng là nước cốt của xương bò, phần mỡ bò của bò wagyu em thắng lên tạo độ thơm. Phần topping thì em có nấm bụng dê, em nhồi vào đó là cái phần thịt má đào heo nhỏ nhất và quý nhất, rất khó kiếm, tức là nó ở phía bên trong của cái gò má. Em có sử dụng là 2 phần gel, một phần là có vị thơm của rau thơm, nó có màu xanh. Phần thứ hai là em làm từ cái tương ớt Bắc. Thì nếu mà ban giám khảo mà không thể ăn cay được thì không cần phải dùng cái phần màu cam đó. Chef, both dishes are very close to me, neck and neck. Chef Ngọc, your dish was really interesting. Thú vị, you know, like we're talking about the experience. This was a great experience. I didn't know what to expect. It was like this white foam, how is that pho? I wasn't sure. The different layers, the custard, and you had the beef. I thought the beef was a little bit too big, the pieces.
However, the flavors worked well. I love the presentation. I love the entertainment factor and the textures of your dish. Chef Yin, I love this style. The broth was hot. You have hot water here. Keep it warm. The story of where this came from in your village. The nước lèo, very nice. Đậm đà, very, very good. The morel mushroom with the pork jowl. Absolutely love that flavor bomb that was in my mouth. Really fantastic flavor of that really smart way of putting the pork with the mushroom. And then the thin slice of abalone at the end. Một, hai, ba. Đó. Đó. Congratulations. Thank you. Hôm nay qua cái đề bài thi về món phở của Việt Nam, mà đặc biệt không cho thí sinh nấu món ăn mà khách hàng hay là cái người được phục vụ ăn bằng đũa. Tất cả các đội đều hiểu và một số bạn làm rất tốt về hương vị phở, nước lèo phở. Nhưng có một số bạn nấu không có chuẩn, có một số bạn bị hư nguyên liệu, đổ nguyên liệu. Em cũng nhìn thấy là có nhiều bạn á thì không hiểu phở mà để như quý vị như được gọi hay là bỏ nhiều định lượng quá mà nước lại ít. Và xài nước aga nhiều quá là khi mà nó nguội đi mà nước nó ít đó, nó đang aga nó đã tan rồi đó, thì nó không còn nhiều phở nữa. Và chúng ta có kết quả rồi. Xin chào các sếp. Đầu tiên thì Hen xin chúc mừng các sếp đã hoàn thành phần thi của mình. Và bây giờ Hen xin phép được mời 7 sếp và được nhận lời khen sẽ đứng dậy và đi ra ngoài gặp giám khảo. Trước tiên là chúng ta sẽ biểu dương cho 7 chef của hai đội là người có món ăn đúng cái concept, đúng cái đề thi. Mặc dù các bạn có những cái phần thi nhỉnh hơn các bạn khác, nhưng mà các bạn cũng vẫn có một cái vấn đề chủ quan. Sân chơi của Top Chef, các bạn phải tính toán một cách chi li từng chi tiết một và phải bảo vệ cái đĩa ăn mình đến cuối cùng, chứ không phải là các bạn nấu xong là xong. Chef, the next challenge is going to be harder and harder. So keep improving more and more. I see you are cooking with your heart and your passion, and the experience was great today in a few of those dishes. So keep up the good work. Có ba bạn ở đây nấu rất là ngon, bốn vị giám khảo đều thích. Các bạn đưa ra một cái định lượng giữa phở, nước phở, cái và cái cách phục vụ rất là hay. Thì cái người đó là ai anh Lúc nhỉ? Hôm nay có một món xuất sắc, spectacular. Người chiến thắng hôm nay là Chef Trường Giang. Yeah. Congratulations, Chef. Excellent. Excellent. Bạn chọn cái nguyên liệu rất là nguy hiểm là lương. Thường thường thì lương rất là tanh, rất là nhớt, rất là khó nấu, mà bạn nấu cái vị phở mà tụi tôi ăn cảm thấy rất ngon. Đó là tại sao mà bạn chiến thắng. Congratulations, Chef. Please go to the waiting room. Thank you. Và bây giờ thì Hen xin phép được mời nhóm chef còn lại ra gặp ban giám khảo. Chúc các bạn may mắn. High five với Hen. Oh, chef Ngọc. Yes. Cố lên nha. Chào các chef. Đây là 7 chef mà cái phần thi của các bạn không được tốt. Bạn Ngọc, cái sự cân bằng giữa thịt và cái mousse và cái chén nó quá nhỏ, rất là khó để mà cảm nhận được hết cái trải nghiệm. Bạn thì phở mặn quá. Quá mặn. Bạn
cố gắng đưa ra ba cái ăn khác nhau thêm trứng cá caviar nữa thì nó không có ra cái vị phở. Anh Thư thì nguyên con cua to đùng thì có thể kẹp một cái miếng to như vậy đi. Không, có chút xíu à, ăn không có cảm nhận được gì thêm cái độ tanh của cái tổ yến nữa. Minh thì nguyên liệu của bạn quá nhiều, sau đó bạn bỏ một cái cục gieo ly vào nữa thì nước phở nó sẽ nhanh nguội đi. Và bây giờ chúng tôi sẽ đọc tên bốn bạn. Chí Tâm, Thái Minh, Quốc Trường và Ngọc. Bốn bạn này các bạn an toàn ngày hôm nay. Please go back to the waiting room. Thank you. Oh. Chúc may mắn. Chúc. Đừng đánh ra. Đi nha. Ui. Nha. Chúc mừng nha. Oh, chúc mừng bạn già. Ok, Chef Thanh Điền, anh thấy đam mê của em mà chưa đủ. Cái món của em chưa đẹp, chưa được. Your level of skill and technique and confidence there is not at Top Chef level. So, I have to tell you, you're going home now. Please pack your bags and exit the Top Chef kitchen. Come on. Chuyện gì diễn ra kìa? Sao hả? Ủa em sao Điền như vậy? Anh Điền đi vô rồi. Anh Điền vừa đi vô rồi. Hai chef còn lại chúng ta sẽ bắt đầu đấu với nhau vòng cook off. Có hai người tâm bắt nè. Điền an toàn. Xin tới phía. Nói cái gì vậy? Ở im nha. Cho em xin phép chia sẻ với bốn vị ban giám khảo và ban tổ chức. Trước khi thi cuộc thi top 16 năm nay ở đây thì sức khỏe em đã có vấn đề. Sau 2 ngày thi thì 2 ngày trước em đã phải nhập viện để phải điều trị cái sức khỏe của mình. Thì nay em cảm thấy sức khỏe của mình không đảm bảo nữa. Em xin phép bốn vị ban giám khảo cho em xin rút lui ạ. Thôi nó. Như vậy là bạn vì lý do sức khỏe chấp nhận gói dao ra về và coi như mình đã bị loại đúng không ạ? Dạ. Hiền dễ thương, Hen cũng cảm nhận được điều đó. Điềm tĩnh lắm, nhẹ nhàng, nói chuyện dễ thương lắm. Lý Trí đang không khỏe nhiều và thường xuyên là ói, rồi chóng mặt ở trong phim trường. Ban giám khảo chúng ta đồng ý như vậy nha. Tại vì khi không có sức khỏe thì bạn không thể thi đấu tiếp tục được. Khi bạn đã nói về vấn đề sức khỏe và bạn chấp nhận không đấu cúp ốp, có nghĩa là bạn chấp nhận gói dao ra về, thì thật sự chúng tôi cũng phải chấp nhận cái điều này. Chúc bạn có một cái sức khỏe thật là tốt để mà tiếp tục đi theo đuổi cái con đường đầu bếp. Em cảm ơn. Good luck chef. Good luck. Good luck. Thank you. Jacob Creek hân hạnh đồng hành cùng Top Chef Việt Nam. Chị Thư ơi, thoải mái tinh thần và chia sẻ cảm xúc của mình. Chef Thư, em phải cố gắng rất là nhiều hơn nữa. It's your lucky day. Your very lucky day. Cảm ơn ban giám khảo nhiều. Vô mà bằng sự may mắn thì em cũng cảm thấy không có phải quá vui. Tuy nhiên thì sau 3 tập, những cái lời góp ý của ban giám khảo em sẽ ghi nhận. Và em sẽ cố gắng tập luyện thật nhiều hơn những cái technique và hương vị để cải thiện cái món ăn mình trong các tập tới. Cố gắng lên. Cảm ơn chef. Xin cảm ơn. Well done. Nghĩ là con tôi nó sẽ rất tự hào về tôi. Con tôi lúc nào cũng thần tượng tôi hết. Dù cuộc sống có khó khăn như thế nào thì ba cũng vẫn là ba, vẫn cố gắng lo cho các con.
Với thử thách của ngày hôm nay, đó là nấu món phở ở các nhà hàng fine dining có nhiều đầu bếp đã làm vừa lòng các vị giám khảo, và cũng có những đầu bếp chưa làm vừa lòng các vị giám khảo của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta phải chia tay với chef Thanh Điền và chef Lê Trí. Vậy thử thách ở phía trước là gì? Hãy đón xem đầu bếp thượng đỉnh Top Chef Việt Nam 2023 do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Xin cảm ơn nhà tài trợ Jinsu đã đồng hành cùng với Top Chef Việt Nam. Và bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!